Để nó chìm lắm. Ở dưới này cho thở. Ừ. Nó cũng hết rồi. Chú Sư cũng khoe, chú Sim. Bây giờ cái nước sốt ở trong đây nó có sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ cần cho nó vô trong này thôi. Bố chú sốt chưa á? Mê vơi. Wow. Ủa nó sôi dữ rồi, bây giờ mình cắt cái con bạch tuộc đi mọi người. Cái con bạch tuộc này sao mà nó to thế? Bự, vừa bự mà vừa đậm nữa, màu đậm ghê luôn. Ghê quá hồi cũng ăn hết trơn. Rồi đó, xong rồi đó mọi người, cắt cái này ra nữa là xong rồi. Nóng quá. Siêu nóng luôn. Rồi, một chặp hộp. Rồi, giờ lên bàn. Wow. Rồi, hết một thằng yêu. Yo. Cái bộ bá. Ừ. Chấm đi. Ừ. Ừ. Ngon tỏ. Ngon sao? Ừ. Ừ. Chưa cái chuyện này. Ừ. Vậy mà nói tôi muốn này là trên. Ừ. Ừ. Bọn ngư nè, đứa một miếng. Đó. Bọn ngư mua cái hộp này bọn ngư bự dễ sợ luôn. Còn thấy mấy miếng kia luôn rồi. Ẩm bố nè. Mua ẩm bố. Trăm bột quê ẩm bố chết. Nấu kho cho thêm một bố sộm nè. Bố đó. Nè bọn ngư nè, miếng nữa nè. Đó. Sao không thấy bọn ngư gì chưa? Ừ, con cá. Vê lô kia chắc. Ủa lô cho. Chút nữa bỏ cái này vô ăn mì. Nàng khỏi ăn cơm đi, nàng ăn mì đi. Rồi bố mạnh cho nó ăn cái gì. Ừ. Chà. Cắn nó gì. Ừ. Mua cái này bởi vì nó có nhiều cái này nè. Chứ mua mà nhiều cái này hợp lại nó nhiều tiền. Nhưng mà mặn. Ủa à. Trời ơi, còn miếng bọn ngư nè. Vô. 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 Năm mốt mua bao hàng vậy lên chảnh nướng à. 수산물 시장에서 팔았잖아. 그거 사서 거기서 쪄가지고 와서 그냥 먹어도 될 거야. 겁나게 맛있어. 여보. 써. 이 놀이 chợ. 놀이 chợ mua bao luôn. Ừ. Ừ. Mập ghê luôn á. Nhiều. Thấy mặn. Trời ơi nhìn nó mập. Ừ. Ở đi nào đâu có hết khó á. Cốc cho ở dưới rồi nè. Ở đi nào. Ừ. Ừ. Đây là cái con nghêu á mọi người. Trời ơi nhìn nó ú nung luôn nè. Vô. Mặn chát. Thôi gì coi ai. Chỉnh chuẩn đây cho nó chín chút xíu nữa ăn cho nó mềm. Còn sống quá nó dai. Đó sao con đấy. Thịt thơm. Cũng vậy rồi. Có giá rồi, ngành thế này nha. Sao đam ngay cho Vũ nấu heo cho Vũ cứ chút nào. Vũ chỗ sao rồi. Cái heo thang đi, 확실히 맛있어. 이거는 그냥 기성품이야. 어떻게 보면. 이거 봐, 이게 작아. 버려. 곱장가? 곱장이. 嗯，加油！
남편 기억을 해요. cái con này này chưa cắt ra chắc nó bự lắm, dai nữa, cái dai dày quá trời luôn. Ừ. 초장 원래 있었죠? 됐어, 여기서 갔지. 내가 한국인을 해. 아니, 여기 오면 꼭 이리고 싹 띠래. 이게 뭐지? 동태 아이? 맛있어. 동태 내장, 동태 알. 특별히 안 쓰고 모아갖고 그 만들어 놓은 건데. 여보는 아 잘 뭐 이 con đó chín mấy ngàn, gần trăm ngàn tiền hàng, hai chục gần hai triệu. 우리 사장님은 필요 없겠지만 돈이 많아서. 아 두염 그만. 남편은 꽁꽃띠. 그래갖고 열심히 네. 모아야 돼. 뭐 때문에 맨 모아 그러나? 어떤? 나 다음 달에 한 매주 한 달 왔다 온 때는 뛰나? 아마 그러니까 그거 언제 가? 그거 또 연장한대? 응? 뭐? 나 또 그거 내야 돼? 연차? 응. 언제? 몰라. 내가 자나 xin nghỉ đây mà hắn đưa mày đó. Rồi đã hỏi sao mày coi sao biết đường bắt xe để đi hướng đó. Đi xe buýt mà. Kể ra đi một lần. 근데 바로 된다는 보장이 없잖아. 있죠? 근데? 응. 비행 sao đi chung đó đi làm bây giờ hỏi là đi làm luôn đó. Rồi bây giờ đang nghỉ một ngày xong rồi cái dẫn tôi đi xe buýt, không biết đường đi, không biết đường về, không biết đường về hết đây. Ý giác gì vậy? Bộ. Đi một hai lần rồi biết đường về. Gần bên đây nè, nhưng mà cũng không, không gần lắm, hơi xa xa. Chú nó làm giặt ủi làm đỡ đi. Xính nè. Tay vừa sử dụng cô. Xin thưa. Chá là sao chứ bà đã xoay đến đã. Bỏ mì vô ra khỏi găng bỏ, bỏ hộp niêm luôn, mặn chát rồi. Đây, 우리 가족이 차가 없으면 아무것도 안 돼서. 알죠?